Minh Phong xin kính chào quý khán giả đài truyền hình SPTN. Kính thưa quý vị, Minh Phong đã có mặt tại trường đại chiến sĩ Việt Mỹ tại thành phố Houston. Và ngày hôm nay tại đây, một nhóm đồng hương người Việt tị nạn cộng sản tại thành phố Houston đã có một cuộc meeting vận động để mà ủng hộ cho cái cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, support for Trump. Và sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi một vài hình ảnh ngắn trong phần phóng sự ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, thì theo như tôi nhìn thấy thì nó có một vài trở ngại trong cái buổi vận động ngày hôm nay, khi mà cái người landlord ở đây không có đồng ý cho một nhóm đồng hương mượn cái khu vực tượng đài để mà vận động cho một đảng phái hay là một hội đoàn hay một cá nhân nào tại khu vực này, nên đã xảy ra một cái sự việc rất là đáng tiếc trong cộng đồng người Việt tại thành phố Houston. Theo như lời một số đồng hương tại đây cho biết, why? Because this is private property and they don't want anybody. I'll talk to you over here. Just the owner of the strip center has power of attorney over here, and if this is private property and they don't want anybody within the officer, that's told you not true, officer. This land right here, 99 feet and 99 feet, belong to Vietnamese community. It's not belong to Hubert Bo. We have a contract with Hubert Bo, the owner of this land, okay? Okay. And I know he's a Democrat. He don't like Trump. But we have a right to be here to support Trump. We have a right to salute to our dead soldier. Okay, we have a right to do that. Okay, that's fine. Just do it on the outside of the little... But inside belongs to the Vietnamese community. He leased to us for 99 years. Okay. We have a paperwork. Sir, I understand that, but the paperwork that we got, okay, says that... The paperwork you got is different? Says that this is private property and they don't... No, for this fan coming in, they're different. From the fan coming here, okay, see the black fan, 99 feet. You can measure 99 okay. feet, yeah. All right. Just stay. Yeah. Stay on the outside of the This way, sir. Come on. I didn't do anything. Okay, no, we know that. Thank you. I don't know why. Why is this happening? This is totally wrong. Tôi tên là bác sĩ Kevin Vũ. Tôi cực lực phản đối ông Hubert Bo đã vi phạm luật pháp. Ông đã ký cái đất này cho quân đội và cộng đồng người Việt ở đây 99 năm, 99 feet và 99 feet chiều ngang, 99 feet chiều dài. Cái đất này là đất của cộng đồng. Ông đã ký 99 năm rồi, bây giờ ông vi phạm luật pháp. Ông đuổi những người dân ở đây không được tới tượng đài làm lễ chào cờ. Cái đó là vi phạm luật pháp. Nhưng mà cái này hồi trước đó khi mà anh chuẩn bị anh làm cái này đó, để mà có cái meeting vận động cho Tổng thống Trump á, thì anh có xin phép city đúng không? Và cả ngay cả cái chủ đất landlord ở đây. Cái này không cần xin phép, cái này là chỉ một tập hợp nhỏ. Yeah. Cái này không có tổ chức văn nghệ âm thanh ồn ào. Yeah. Cái xin phép ở CD có chỉ cho là âm thanh ồn ào thôi. Yeah. Chứ không có xin phép về vấn đề là bao nhiêu người. Mình đã đi xin phép mình tổ chức cho ông Trump và Đảng Cộng hòa 27/9 yeah. vừa rồi đó. Là mình xin phép, CD nói xin phép xuống người không quan trọng. Chỉ xin phép cái âm thanh thôi. Yeah. Cái luật xin phép đây chỉ coi vấn đề về âm thanh thôi. Này. Yeah. Không phải là coi vấn đề bao nhiêu người. Yeah. Cho nên ông Hubert Bo này quá đáng. Bây giờ cái sự khốn nạn vô liêm sỉ ông quá mức tưởng tượng rồi. Gì? Tôi đã đạo ông Hubert Bo, đã đạo ông Hubert Bo. Ông bắt cái lũ bạn đứng đây nè. Sáng nay đi đi. Ông này nói vô thấy người ta đi. Anh trả lời ông trong một cái đó cộng sản. Trời, anh vô thấy người ta đi. Anh cứ nói. Ông quay mà dám cái từ người yêu Hubert Bo à? Ta làm con cho mày đó. Không có được. Ông đi theo luôn đi. Đi theo nó đi. Tại vì khi chỗ này nó đồng ý là nó cho nghĩa là tượng đài để đến chiêm bái lễ chứ không phải ủng hộ cho bất cứ đảng viên dân chủ hay cộng hòa nào hết. Tại vì làm như vậy là không đúng. Nơi đây không có phải là một cái public. Nơi đây nó gọi là private shopping center. Anh phải có cái permit, còn nếu anh không có permit anh là vi phạm, anh đến đây gọi là quấy rối trật tự, người cảnh sát nó có quyền nó bắt anh. Cảm ơn chú nhiều. Tôi nói
cái ký cho ông nào cũng được, không sao hết. Ok, trong bụng là thôi. Yes, 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 yes. Không cần ông nào hết rồi. Tôi không cần người phạt kinh lát. Anh à, anh nói vậy không cũng nói thật, mình nói cái luật lệ anh. Mình đừng có nói cãi bương trong vấn đề. Mặc dù cái tội này mình tự nhiên nó làm. Mình không có nói như vậy. Là cười cho kỳ lan. Theo anh thì cái sự len lo lúc nào người ta cũng phải, mình phải hỏi người ta đúng không? Không, đây là tôi nói nghe nè, ok. Khi mà tôi ở đây từ khi bắt đầu start, yeah, thì city cho mình cái miếng đất ở ngay chỗ cái park ở đường Bel Air và West Belt. Ông này dụ, ông khi ông xây cái này nè, thì ông mới dụ lợi ích. Nói thôi bây giờ cho tôi cho một miếng đất này cho 99 years để community dùng và quân đội dùng cho nó thẳng cho lúc đó cho cụ hội cụ quân nhân. Yeah. Thì lúc đó đó thì hội cụ quân nhân mới đứng ra phạm thông làm bức tượng. Ok, làm bức tượng này để làm gì? Bỏ vô đây. Nghĩa là trong cái vùng miếng đất này, 99 year là Huy Bậc Võ đã cho cộng đồng. Sau 99 year, Huy Bậc Võ có quyền lấy lại hay không? Ok. Đó là vấn đề là ở đây. Mình đâu ra đủ 99 năm đâu. Thêm một thành viên nữa của là cũng có mặt ở trong cái văn bản mà ký cái đó. Đó là anh gì, anh thiếu tá gì, anh thiếu cái đó. Nguyễn Thực. Nguyễn Thực. Đúng. Có tên ở trong văn bản. Đó là những cái mà Phan mình phải giấy tờ. Nhưng mà anh biết rõ ràng. Tại bây giờ làm đấy. Sao? Hoàng, bây giờ lý do mà Huy Bậc Võ chống lại người Việt. Tại vì người Việt ở đây ủng hộ Tổng thống Trump. Ông mới thấy như vậy. Thứ hai nữa là gì? Khi mà bức tượng này chụp lên, hai tuần trước tôi chụp chỗ này. Ok? Tôi post lên và có bà Lily Trương, Dr. Lily Trương ra ứng cử ở District 149. Từ đó là ông Huy Bậc Võ này bỏ ra căm ghét. Đó là vấn đề, là những cái chuyện mà xảy ra. Bây giờ ông Huy Bậc Võ muốn chống lại cái người Việt ở đây. Ok? Tại vì tụi này đó đi bỏ nước ra đi, không phải muốn nước này thành một nước cộng sản nữa. Đúng vậy. Nên chúng tôi đứng lên để giúp đỡ và support cho ông Tổng thống Trump. Chúng tôi không quản ngại, chúng tôi đã chết ở Việt Nam, không chết, qua đây không chết đâu. Ok, cảm ơn nhiều lắm. Yeah. Bây giờ tôi nói về cái contract ở đây, theo tôi được biết, thì cái contract ở đây được ký với ông Hugo Võ, tức là ông Hồng Hiền Võ. Trước đây với ông Phạm Thông, ông Nguyễn Thế Nghiệp, ông Lê Văn Xanh, ông Hồ Sắc, đó là những thành viên, Trương Như Phùng nữa, đó là những thành viên đã ký cái contract này với cái giá trị thời gian là 99 năm. Thì trong cái phạm vi này đó không ai có quyền cấm cản cho người ta đến đây giấy lại cung quốc tế và là thể hiện cái tinh thần đấu tranh, tất cả mọi hình thức đều không có quyền, chỉ có quyền ở những cái bản kinh luật ngoài thôi, đúng ông Vương Võ mà thôi. Chứ trong phạm vi này ông Vương Võ hoàn toàn không có quyền, coi như mình không có ảnh hưởng cái cơ sở thương mại xung quanh đây. Dạ, chỉ có thế thôi. Hành diện đi các ông, hành diện đi. Trong này là không ai có quyền cấm cản hết. Và rất tiếc là hôm nay trong ủy ban đó, tôi thấy có anh Nguyễn Thực, anh Nguyễn Văn Nam, đó là những người cụ trào ở đây, và anh Phan Hồng Sĩ là những người cụ trào ở đây và biết cái lý lịch, cái giai đoạn xây dựng cái tự đoạn. Em cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý anh chị em, thì đây là cái tượng đài này, trước đây là ông Huy Bậc Võ đã cống hiến cho đồng hương, cho ủy ban bảo vệ tượng đài và xây dựng tượng đài 99 năm, và tất cả quý đồng hương toàn quyền đến đây để thắp nhang tưởng niệm với bất cứ một chính kiến nào. Tôi là người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, tôi có quyền mặc áo Donald Trump để tới đây, và yêu cầu là không được gây rối, không được phá hoại và không được bôi bẩn dơ tượng đài, một cái nơi linh thiêng. Thì đó là một cái điều chúng tôi vẫn nhớ ơn ông Huy Bậc Võ khi ông đã hiến cái miếng đất này cho cộng đồng. Nhưng ông không thể nào lạm quyền, là ông đã giao cho cộng đồng thì ông thể nào không có, ông không có quyền trong cái tượng đài này, trong vòng 99 feet nhân 99 feet kể cả chiều cao. Đó là một cái, có một cái văn bản đồng hồn. Bây giờ ông ta cấm cản, ông ta dùng quyền lực của ông ta để cấm cản, ông ta theo đuổi dân chủ, cấm những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đến đây. Đó là một điều không thể chấp nhận được. Và trong cái cuộc tranh cử này, thưa quý vị, bất kỳ người nào đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa đều phải lo cho nước Mỹ, và chúng tôi có quyền ủng hộ, nói lên tiếng nói của chúng tôi, không ai có thể cấm cản chúng tôi được, và chúng tôi kiên quyết tranh đấu tới cùng. Nhưng mà chủ là bảo quản cái đài tưởng niệm này, trong mấy người là chủ Lê Hồng Sanh, chủ Nguyễn Thực và ông Phạm Thông là bảo quản cái tượng đài này, và cái ba người mà chính chủ đất là Hứa Bố Võ, rồi ông Hồ Sắc
Lê Văn Sanh và Nguyễn Thế Nghiệp là ký contract này 99 năm. Dạ, thì cái văn bản đó là trước tất cả những người mà chú đang nói đều biết cái vấn đề đó, cái văn bản đó. Biết có văn bản đó không? Dạ. Có giấy tờ. Mà bên chú cũng còn đang giữ những văn bản đó. Vâng. Dạ. Vâng. Ông Lê Văn Sanh đang giữ tất cả các hồ sơ đó. Nghĩa là khi ông hứa vợ hiện miền đất này cho nhân dân Houston để xây dựng cái tượng đài Việt Mỹ để tưởng nhớ đến công ơn của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh, nhất là 58.000 quân nhân Mỹ hy sinh, thì ông Hứa Vọ đã hiểu vật đất này, ký giấy tờ đàng hoàng, luật sư đàng hoàng là 99 năm, cái không gian và thời gian. Thì với lý do gì mà ông Hứa Vọ là không cho lời tạo cớ? Ở đây thì lên lo không cho ủng hộ Tổng thống Trump thôi. Yeah. Chứ mà chào cờ vẫn bình thường được, không có cái gì thay đổi. Nhưng mà buổi sáng Giang Tỷ vô đây thì cái anh Đinh, anh nói là lên lo không cho, hôm nay không cho vô đây chào cờ. Cho nên Giang Tỷ mới rất là giận thôi. Yeah. Chứ còn á, ok, cái tuần đầu tiên á, thì á, mới đầu Giang Tỷ mỗi tuần đều ra đây chào cờ. Thì cái tuần đó mới hỏi mấy chú là mình chào cờ xong nếu mà đông thì mình đi cái right way, mình sẽ đi ủng hộ ông Trump. Đó là làm chỉ có nói chuyện với những cô chú bác mà ra chào cờ hàng tuần với Giang Tỷ thôi. Thì ai cũng đồng ý hết. Thì qua một cái tuần sau, Giang Tỷ mới đi thì có vài người ở trong cái group nói là trời, có mười mấy người lèo tèo quá thôi, mình đứng tại chỗ mình hát một bài ủng hộ ông Trump thôi. Thì nhóm Giang Tỷ mới đứng chào cờ, rồi xong rồi cái cũng thấy như vậy ít người quá thì nghĩ là mình sẽ hát một bài ủng hộ ông Trump xong rồi á là mình đi về thôi chứ không có cái gì khác. Okay. Thì Ngọc Hân có gọi cho Giang Tỷ mới nói là không có cho. Sau khi cái việc đó thì Ngọc Hân có gọi cho Giang Tỷ nói là không được anh chủ đất ở đây không có cho bất cứ cái gì ủng hộ ông Trump ngay đây. Cho nên là ok, thì Giang Tỷ cũng đã không làm hồi tuần rồi. Cho nên chỉ có chào cờ thôi chứ không có làm bất cứ cái gì nữa. Yeah. Và cũng nói với Đồng Hương là xin lỗi, là tại vì định là cái tuần đầu tiên mình chào cờ xong rồi cái tuần thứ hai thì mọi người ra đông thì mình sẽ đi cái right way để mà mình ủng hộ ông Trump. Ok, anh hiểu rồi. Cho anh chắc ngang thì... chứ có nghĩa là em chỉ cái tuần này đó, cái ngày hôm nay đó, em muốn em vẫn chào cờ bình thường. Đúng. Và sau đó là mình đi ở ngoài vòng kia, ngoài cái vòng khu vực này, mình đi vòng vòng đây để mình, chứ mình không phải là dùng cái tượng đài chỗ đây để mình làm đó. Nhưng mà khi mà em tới thì em nghe một người cảnh sát, người ta lại nói một kiểu khác. Đúng. Và bây giờ thì hồi nãy thì thấy em nói chuyện với một cái người cảnh sát, hình như là cảnh sát ông Ship thì phải. Ông Ship. Dạ. Thì ông đã đồng ý là mình rất là hợp pháp. Dạ. Tại vì mình cũng làm đúng theo những gì là mình chỉ xin chào cờ để mặc niệm những người chiến sĩ thôi. Dạ. Rồi sau đó mình bước ra ngoài đây quay đó, mình đi vòng vòng xuống đây để mình gọi là ủng hộ vận động cho Tổng thống Trump. Okay. Dạ, nhưng mà những cảnh sát đứng ở đây hồi sáng không cho Giang Tỷ vô, nói là không được bước vô trong cái khu vực này, cho nên Giang Tỷ mới giận như vậy thôi. Chứ nếu mà nói chào cờ bình thường như hàng tuần thì không có việc gì thì Giang Tỷ không có giận như vậy. Okay. Rồi, cảm ơn Giang Tỷ nhiều lắm. Rồi anh. Còn anh Nguyên. Cảm ơn anh, bởi vì sau khi chúng tôi đã chào cờ xong thì chúng tôi có nói chuyện với cảnh sát và như cô Giang Tỷ đã trình bày thì tôi có nói là quý vị đến đây là quý vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người dân và bảo vệ sự tự do ở đất nước này. Nhưng mà quý vị hãy làm việc với những người thông báo cho quý vị thông tin sai sự thật để 15 cảnh sát tới đây tốn tiền thuế của dân. Và chúng ta phải làm rõ cái vấn đề này. Chúng ta không thể nào lợi dụng quyền lực, lợi dụng để làm những điều sai sự thật. Và chúng tôi cũng có nói là chúng ta có quyền bảo vệ và chúng tôi cũng nói luôn là chúng tôi luôn luôn ủng hộ cảnh sát khi họ làm việc, bởi vì họ nghe sai thông tin và tôi nghĩ rằng việc này không có đơn giản. Thì mong quý đồng hương hãy share rộng những cái thông tin của đài BTN hay là của tất cả những chúng tôi. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Anh thấy hiện tại bây giờ thì vấn đề mà vận động ủng hộ chung thì rất là nhiều nơi lắm. Phần đông người Việt mình thì cũng rất đồng ý và để ủng hộ cho Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ lần thứ hai này. Nhưng mà có những cái nó hơi gọi như là gần như là fake news, nó quá, nó làm thổi phồng lên để cho cái cộng đồng người Việt mình nó giống như nó bị xào xáo với nhau, tự đánh phá với nhau vì một cái đảng phái gì đó. Cái đó cũng giống như là có thể là một cái tình cờ mình làm cái công cụ cho những cái người mà chủ mưu của cộng sản nằm vùng để mà đánh phá đi cái cộng đồng người Việt mình cho xào xáo nhau. Như anh thấy hiện giờ Houston mình ngày xưa không có, bây giờ đến 2-3 nhóm gần như giống như ở bên California. Thì theo anh nghĩ thế nào?
Thưa anh, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi này. Thật ra cái vấn đề mà khi tất cả những cái sinh hoạt mà nó xảy ra đó, luôn luôn nó có những cái thành phần cả hai bên, người ủng hộ dân chủ hay bên Cộng hòa cũng vậy, cũng có những cái thành phần mà họ đưa ra những cái fake news, và cái fake news đó nó của từ nhiều nhóm khác nữa chứ không phải vì người ủng hộ Cộng hòa hay là dân chủ. Cho nên rằng là cả hai bên đều có những cái thành phần mà sinh hoạt rất là lành mạnh, rất là có cái trình độ tử tế và lịch sự và văn hóa đàng hoàng, và cũng có những cái thành phần mà người ta không có tôn trọng về những cái sinh hoạt đó. Cho nên đến chừng nào để mà không có cái sự việc như vậy xảy ra nữa thì mình khó thể nói. Về vấn đề mà tạo cơ hội để cho cộng sản làm dùng hay là Việt Giang đến để đánh phá cho cộng đồng đó, thì thật sự mà nói trong 20 năm qua thì cái sự kiện mà luôn luôn xào xáo để tạo ra những cái gây chia rẽ, mất đoàn kết trong cộng đồng, mà do với tôi thì là do người cái thành phần mà Việt Giang hoặc là nằm vùng hoặc là cộng sản nó quậy lên để mà tạo ra mất cái đoàn kết của chúng ta. Thì trong trường hợp thời gian hiện nay, dầu chúng ta có làm gì, nỗ lực gì đi nữa, thì cái thành phần nó luôn luôn lợi dụng, luôn luôn tiếp tục lợi dụng. Cũng giống như miền Nam Việt Nam của chúng ta, của chúng ta luôn luôn là ở trong tư thế bảo vệ, tự vệ. Chúng ta vẫn tôn trọng những cái hiệp định của quốc tế đưa ra, nhưng mà cộng sản nó vẫn tiếp tục quay để rồi cho miền Nam của chúng ta sập đổ. Thì cái chương trình của cộng sản về họ giải nghị quyết 36 thì họ luôn luôn tìm đủ mọi phương cách để mà gây xào xáo, để phá hoại cái người Việt của chúng ta. Đó là cái hiện tượng bình thường. Thì rất may mắn cho chúng ta trong thời gian này, trong 4 năm qua, 3 năm rưỡi qua, thì chúng ta có được vị tổng thống luôn luôn là ủng hộ về cái chống cộng sản, chống chủ nghĩa xã hội. Thì bởi vậy cho nên người Việt của người ta, của chúng ta đứng lên để mà ủng hộ ông ta rất là đông. Tuy nhiên các người ủng hộ bên dân chủ họ cũng vẫn có quyền để ủng hộ, đó là chuyện bình thường thôi. Và ai thắng cử hay không thì ngày 3 tháng 11 này chúng ta sẽ có vấn đề đó. Thưa anh, Lily có mặt ngày hôm nay ở chỗ tượng đài. Sự thật cái mùa bầu cử này, tất cả người Việt Nam tại Houston cũng như tất cả hải ngoại đều ủng hộ Tổng thống Trump kỳ này. Cho nên thường ngày là chúng ta giống như là đi ra tưởng niệm ở chỗ tượng đài, rồi sau đó chương trình là từ đây sẽ đi bộ đi xuống vỉa hè và đi bộ ra ngoài kia, chứ không có phải là mình dùng tượng đài để mà promote một cái chính trị gì hết. Mình chỉ muốn là đi để mà ủng hộ Tổng thống Trump. Thì mọi người có cái quyền tự do, thì đó là lý do mà giống như Lily có mặt ngày hôm nay á, để sau đó là mình đi xuống đi bộ dọc theo đường Bel Air, chứ không có phải đứng trong tượng đài để mà promote cái gì hết, chỉ là ra tượng đài để mà tưởng niệm. Vâng, sau những sự việc đáng tiếc đã xảy ra thì phía bên cảnh sát cũng như những cái người đến đây để vận động ủng hộ cho Tổng thống Trump đã giải quyết xong, và họ tiếp tục được chào cờ cũng như làm phút mặc niệm. Sau đó họ di dời ra khỏi khu vực tượng đài để đi bộ dọc đường Bel Air để tiếp tục vận động cho cuộc bầu cử Hoa Kỳ Support for Trump. Đừng đụng á.
Theo như tôi thì tôi cũng mới đi chào cờ đây đó, thì thấy cộng đồng mình vẫn phải làm những gì mình đã làm từ trước đến giờ, là mỗi cuối tuần mình xuống đây để mình chào cờ đó, thì để mình tưởng niệm với những người đã mất và vinh danh họ, rồi sau đó mình có thể mình đi vòng những khu đường vòng vòng Bel Air đây, mình ủng hộ những cái gì mình thích mình làm, như là một ủng hộ là tổng thống cơm đó, thì thôi không có như tôi chuyển qua vấn đề là tôi phát quang như tôi chăm tôi là người Việt Nam, tôi qua bên đất Mỹ là nhờ Đảng Cộng Hòa, và nay mai trong tương lai tôi được biết rằng Trung Cộng đã tấn công thì chỉ có ông Trump dám nói dám làm. Và chúng tôi là công giáo, ông Trump chống phá thai, những cái điểm chính đó chúng tôi ủng hộ ông Trump. Yeah. Khi mà người ta tình cờ người ta coi cái Facebook mà em post lên mà em kêu gọi đồng hương tới ủng hộ cho ông Trump ngay tại tượng đài, ngắn gọn như vậy, đâm ra sẽ không có nhiều người ta cứ nghĩ là mình tới đó là nhưng mình đứng mà, đó. Nhưng mà họ đã có nói chuyện với em rồi. Ngọc Hân đã gọi em nói và em cũng đã ok, chứ không phải tưởng được. Không có tưởng, tại vì cái này chính rõ ràng là những người tới sớm nói là Ngọc Hân và Trí Hoàng, Trần Trí Hoàng ra đó để kêu cảnh sát chặn, không cho tụi em vô chào cờ. Cái này là họ cố tình họ làm chứ không phải lý do đó. Đó là em muốn nhấn mạnh như vậy, là hoàn toàn họ không muốn tụi em bước vô ngày hôm nay để chào cờ, chứ không phải là cái lý do mà để ủng hộ. Vậy tuần tới thì tụi em vẫn chào cờ bình thường? Vẫn chào cờ bình thường. Tụi em làm những việc ok, đã nói chuyện với bên chủ đất rồi và bên chủ đất cũng nói là không cho ủng hộ Trump ngay đó, thì tụi em đâu có làm ủng hộ Trump ngay đó. Tụi em đã không làm từ cái lúc mà Ngọc Hân vừa nói xong là tụi em không làm. Cái đó là phải hỏi em. Còn những người khác, người ta muốn nói cái chuyện gì đó là cái chuyện cá nhân của mọi người. Không có thể nào lôi em vô mà để nói là không được. Em không có chấp nhận, cho nên nãy em mới nói với ông cảnh sát trưởng là như vậy. Tại vì những cái việc em làm thì phải hỏi em. Chứ còn mà cứ nghe hết người này, nghe ông A, ông B, ông C nói khác là bắt đầu làm chuyện tầm bậy tầm bạ là không nên. Tại sao không chính thức gọi em mà hỏi, đúng không anh? Em là cái người phụ trách chào cờ đó thì hỏi em, chứ không thể nào mà đi hỏi những người không có tới đó thì người ta đâu có biết, anh thấy không? Cái chuyện đó là phải đúng. Tại vì thì đúng rồi, nhưng mà thật sự thì giống như anh cũng bị confused là khi anh coi cái Facebook như vậy. Đúng rồi. Thì có nhiều người ta cũng giống như anh confused, cô Văn Tử kêu gọi mình vận động để ủng hộ Trump tại tượng đài. Người ta chỉ nghĩ đơn giản, thì mình viết đơn giản vậy mà. Mình viết cũng rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà em đã nói chuyện với cái người chủ Len Lo và những cái người mà phụ tá cho chủ Len Lo, là em đồng ý là em sẽ không ủng hộ một đảng phái hay một người nào ở ngay đó, mà sau khi chào cờ giống như hàng tuần của em, và sau đó em bước ra khỏi đó và đi dọc con đường đại lộ Bel Air để mà vận động cho ông Trump. Dạ đúng như vậy. Ok. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn anh. Bye. Cảm ơn đài SPTM. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tập sự ngắn ngày hôm nay. Quỳnh Phong tường trình từ Houston, Texas. Xin kính chào quý vị.